Để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Truyền thông báo chí trên khắp thế giới thể hiện nguy cơ đại dịch COVID-19 bùng lên trên toàn cầu và cả quốc gia Ý Đại Lợi tự phong tỏa toàn quốc, làm 60 triệu người dân bị cách ly. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump trấn an dân chúng Mỹ và tuyên bố là siêu vi trùng này đã được kiểm soát và sẽ biến đi dần, và CDC, Trung tâm Phòng dịch Hoa Kỳ, đã có đủ những biện pháp để thử nghiệm bệnh và chống bệnh. Thái độ của giới lãnh đạo và của mỗi người dân là một thách thức lớn khi thấy số người lây bệnh càng ngày càng leo thang. Đến 116 quốc gia làm 126.000 người bị nhiễm và 4.600 người tử vong trong ngày 12 tháng 3. Còn tại Hoa Kỳ, số người bị nhiễm bệnh lên gần 1.300 với hơn 237 vụ tử vong. Chuyên gia Mark Bergelin thuộc trường Imperial College of London đoán là đến một lúc nào đó sẽ có từ 1/3 đến 1/2 dân loại bị nhiễm COVID-19. Có phải lời này tựa như lời tiên tri linh thiêng của Sám Tràng Trình cho là chết 7/3, chết 2/1 mới ra Thái Bình không? Đây là một hiện tượng chưa từng thấy, với số tử vong lên mau lẹ so với các siêu vi trùng giết người khác như nạn dịch SARS, thì chỉ có 774 người chết trong những năm 2003 và 2004. Vì thế, phần đông các đại học và trường học đóng cửa, cũng như các sinh hoạt văn hóa, xã hội, tôn giáo, thể thao và du lịch bị hủy bỏ. Trung tâm Y tế Quốc tế tuyên bố chính thức COVID là đại dịch toàn cầu. Tuần báo Anh The Economist viết là dịch COVID kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế nên phải chữa trị cả hai mặt, y tế và kinh tế. Ngân hàng Thế giới cho rằng đại dịch có thể gây thiệt hại 3.000 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 0.5% GDP toàn cầu, có thể gây nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính, recession. Ông Jerome Powell, Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed, vừa cắt giảm lãi suất thêm 0.5%. Hơn nữa, giá dầu thô xuống 28%, làm thị trường chứng khoán sụt thê thảm xuống thấp 2.000 điểm trong ngày 9 tháng 3, tệ nhất từ khi có khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngược lại, trong cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ, ông Joe Biden thắng lớn, lôi kéo cho các ứng cử viên khác Dân Chủ như Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Mike Bloomberg và nay Kamala Harris cho đến Cory Booker đều phục tùng ủng hộ ông Biden, vì họ thấy chỉ có Phó Tổng thống Biden mới có đủ yếu tố để đánh bại Tổng thống Trump. Còn bà Elizabeth Warren tuy rút lui nhưng chưa muốn ủng hộ ai cả. Cho đến thứ Ba, ngày 10 tháng 3, ông Biden thắng tổng cộng 838 phiếu tại 6 tiểu bang Michigan, Missouri, Mississippi, Nevada, Idaho và Washington. Thượng nghị sĩ Sanders thắng tại North Dakota mà thôi và được có 631 phiếu, nhưng ông nhất định không chịu thua. Ông còn thách thức tranh luận tay đôi với ông Biden vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 tại Arizona, coi chính sách và cương lĩnh chính trị của hai bên ai phụ trội hơn ai. Jackie Bồng xin kính chào quý vị.